Chiều qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, phân viện miền Nam, tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2021 và ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022-2027. Trong thời gian 3 năm triển khai các nội dung đã ký kết, nhờ vào sự quan tâm sâu sát và phối hợp chặt chẽ từ hai đơn vị đã thu được nhiều thành quả nhất định, góp phần đào tạo được đội ngũ cán bộ đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho tỉnh nhà, đồng thời đổi mới được nội dung, phương pháp giảng dạy, chương trình kỹ năng sống phù hợp với quá trình phát triển và nhu cầu của thanh thiếu niên trong tình hình mới. Nhằm kế thừa và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian qua, hai bên đã ký kết kế hoạch phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giai đoạn 2022-2027 với các nội dung như tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong các cơ sở giáo dục, tăng cường các hoạt động xây dựng môi trường ứng xử văn hóa trong cán bộ đoàn và đoàn viên trong trường học, học sinh, sinh viên.